Rồi, đây là cái mô hình đường ray bằng gỗ, nó là hàng Âu Mỹ, nó gồm các xe bằng gỗ luôn, có bánh xe bằng nhựa đó. Chỉ bé chơi đẩy chạy tương tác nha, chứ không có dùng pin gì hết. Và hai đầu mỗi toa xe nó có 500 cái thích dính với nhau. Và nó còn cũng có phân cực á, là cùng cực thì đẩy nhau và khác cực thì hít nhau đó. Cái này nó khác nè, cho nó không hít được. Xe bằng gỗ, bánh xe bằng nhựa nha.